nhiều lắm chú ạ. Nó tảng nó to như kiểu bàn tay to ấy. Xong rồi tôi để rồi vọ đậu ấy. Tôi trả gói bảo từ từ bảo đang nhắm này, tôi định cái này đổ hết đi rồi này. Cái cảnh mà tôi cứ để lại, chú bảo này, chú vào để lại. Thế mà chú phải có báo cáo ví dụ mà không may là phải xe đấy. Thì chú nói với thầy Thái nào. Hôm nay xe chú thầy Thái điều đình xe thì chúng tôi rồi nói thì xe nó lại giật. Dạ đúng rồi chị. Tại đấy chú lần sau ví dụ mình muốn cần khỏi khám chú lại chở chú khác, chú bảo thế nọ kia nên là thôi thì chúng tôi thì chỉ biết vậy thôi. Dạ. Nhờ chú về nó có gì đến nếu mà phải tại xe thì chú nhờ thầy nói xe là lần sau có mưa chở ra cẩn thận nọ kia. Dạ. Các chị thì không nói được. Dạ.